Tiếp đây mình xin tóm tắt phim Cầm Tù hay còn gọi là Esaret tập 90 chút các bạn xem phim vui vẻ. Lúc này do Hum đã cắt sợi dây đỏ và lấy quả bom khỏi người Hira và nói không còn gì để sợ nữa rồi. Hira choáng váng sắp ngã. Do Hum liền đỡ Hira. Hira liền ôm Do Hum và khóc rất oát ức. Lúc này Nusa gọi cho Do Hum. Nusa hay tin Do Hum đã cứu được Hira và đang trên đường trở về. Lúc này Ali thấy Hira đã về, cậu ấy liền chạy tới. Tất cả mọi người cũng ra đón Hira. Thấy Hira xuống xe, Ali liền chạy tới ôm Hira và sờ má Hira. Do Hum nói chú đã giữ lời hứa. Hira cầm tay Ali vào nhà. Ali đưa tay cho Do Hum. Nhờ sự trở lại của Hira đã khiến Ali chấp nhận Do Hum. Sự ghen tị hiện rõ trên mắt của con rắn Eda. Lúc này bà mẹ thì cho rằng chúng ta rất may mắn khi không dính líu đến vụ này. Con rắn Eda thì không nghĩ thế, cô ta ghen tị vì sự đoàn tụ của Hira và Do Hum. Ý định chỉnh sửa video clip đó lại bắt đầu. Lúc này Do Hum ra lệnh cho Gia Vu hãy tìm ra người đứng sau vụ này và tăng cường an ninh xung quanh dinh thự. Lúc này Nusa bày tỏ sự buồn tẻ khi Hira rời xa bọn họ. Hira, nhưng bây giờ tôi đang ở đây mà. Samun rất vui mừng vì sự trở về của Hira. Lúc này Hira định đi làm gì đó nhưng bị choáng, đồng thời anh Do Hum vào kịp. Do Hum nói em cần nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí Hira lúc nào cũng lo cho Ali. Anh Do Hum nói đừng lo, mọi thứ hãy để anh. Hãy thư giãn đi. Lúc này tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì sự trở lại của Hira. Lúc này Do Hum đang ngủ thì mơ một giấc mơ. Lần này là giấc mơ đẹp. La Bàn đã đưa họ thấy nhau và ôm nhau. Do Hum tỉnh dậy thấy Hira vẫn ngủ ngon. Lúc này bố nuôi nói rất cảm ơn Do Hum. Ông ấy còn nói bây giờ con đã tìm thấy con đường của mình. Đồng thời học trò của ông ấy cũng tới. Chào buổi sáng. Bố nuôi giới thiệu cho Do Hum, đây là người ta thường nhắc cho con, anh ấy là luật sư Kenan. Rồi hai người bắt tay chào nhau. Bộ phim được chiếu được một năm qua, đây là cảnh đầu tiên anh Do Hum và Kenan gặp nhau. Những cảnh phụ anh này đóng vai chính nha các bạn. Những ai theo dõi phim gốc sẽ biết anh ấy. Nếu có thời gian review hết cảnh có mặt anh ấy có lẽ phim sẽ hay hơn nhiều. Nhưng rất tiếc chỉ review được những cảnh có Hira thôi. Và vì nhiều lý do nửa mong các bạn thông cảm. Lúc này cô Hầu đang ăn sáng, vừa ăn vừa ngủ gật được luôn hả. Lúc này anh Do Hum và Kenan tâm sự rất nhiều điều. Anh Kenan nói tôi có nghe từ người thầy về sự ra đi của em gái bạn, có vẻ bạn đang rất khó khăn. Do Hum thì rất khó khăn chuyển cảnh Hira. Cô ấy nói anh Do Hum đi đâu trước khi trời sáng vậy. Lúc này Hira làm đồ ăn sáng cho Ali thì anh Do Hum đã về. Nói chuyện một lúc Do Hum chỉ nồi đồ ăn sáng, Ali làm Hira giật mình đổ hết rồi kìa. Do Hum lấy khăn giấy đưa cho Hira, mà không hiểu sao lúc nào anh Do Hum nhìn thẳng mặt là Hira ngại đỏ mặt luôn. Chuyển cảnh lúc này anh Samun đưa La Bàn cho Do Hum. Samun nói rất nhiều. Samun nói, xin lỗi em rể, anh đã nói nhiều. Do Hum không cần phải xin lỗi đâu. Do Hum nhìn La Bàn thì nhớ lại cảnh Hira tặng cái La Bàn đó. Và nhớ lại giấc mơ đẹp La Bàn đã chỉ dẫn anh ấy gặp Hira. Khi Hira với cô Hầu đang vào nhà, La Bàn liền chuyển động. Hay thật. Do Hum nhìn Hira. Thấy vậy Hira lại gần và nói có chuyện gì xảy ra không? Mọi thứ ổn chứ? Do Hum nó đang hoạt động. Đến đây thôi, hẹn các bạn ở tập 91. Hãy theo dõi để được xem video mới nhất của Berryview. Bye bye các bạn.